bạn ha. Wow, có đẹp không các bạn? Đây là cái vườn nhà mình đây đó. Quá là nhiều luôn đó. Đấy, vườn mướp đó. Thì hôm nay thì bà xã thì cắt cắt bao nhiêu em? Cắt hết luôn không? Rồi thôi vậy em cắt đi, thanh toán nó đi, nhiều quá. Cái này mình cắt ra thì mình sẽ ăn đâu có hết đâu, giờ sẽ phải bỏ vô đâu? Cho hả? Cho, với lại mình để mình dồi thịt mình bỏ ăn sắp này mình. Ừ. Mấy em cắt cái chín là để nó lấy chín luôn á. Ừ. Cầm thôi. Ba mình trái, hổng mà mình ăn một trái là đủ hả? Ừ. Cái này làm giống rồi. Đó, nó giống hả? Mấy nó già chưa? Chắc già rồi. Nữa là cắt nhỏ nhỏ đi để không già quá là ấy hả? Mấy cái bự vậy làm giống đi. Có mấy người bạn cũng thích lắm, mà năn nỉ xin cho giống mà. Nhưng mà mấy cái này nhìn cái trái bự vậy chứ thiệt tình trong mấy hộp vậy không có nhiều đâu. Hộp. Ừ, hộp ít lắm. Mà cái hộp ở trong nó màu đỏ quét dễ thương lắm. Ừ, vậy cắt nó đi. Sắp nồi à. Đổi chứ. Mà không để dưới đi, để. Đó, đóng luôn nè. Đó. Ừ. Cái này mình cắt vậy chứ thiệt tình nó ra nhiều lắm. Quanh đây nè. Đó. Nè, cái nhầm trái thì nó ra nó cong. Nhầm trái thì nó ra dài. Nhiều quá. Đó mình cho coi bên đây nè. Đó nó ra nhiều lắm. Không biết sẽ ăn đến tới chừng nào ta. Tới tháng 10, 11 hả? Tới tháng lạnh luôn á. Đó. Dạ luôn. Đó. Đó. Ra nè. Bây giờ đây là mình sẽ bước sang cái mướp mướp ngọt ha. Này là mướp mập á, mướp chứ không phải là. Ừ, mấy trái rồi. Tới đâu rồi? Chắc cũng chục trái rồi đó. Mới gì cho Út nó. Ấy cho bà nội nữa. Ăn cái này vợ chồng mà hình như cách đây một hai ngày cũng ăn quá trời luôn rồi. Ừ, cái này là xào với trứng là ăn là ngon lắm luôn đó. Rất là giòn nha. Cho anh đã có cái xào trứng rồi. Ồ, có trái chưa to mà nó đã vàng rồi. Ừ. Giờ cho coi lên. Đó. Wow. Nhiều quá. Cây xoài lên cao thật là cao luôn. Đó. Thầm thầm. Rồi lại đi coi tiếp. Rồi. Cái này để làm giống rồi đi. À, để tới bự làm giống đi. Cái này hay cái này. Tới bự bự nó nào bự là để giống đi đó, mới thành sắp giống được rồi đó. Dạ, nó vàng rồi đó, sắp vàng rồi đó. Cái này dài quá. Ừ, cái bự nhất là làm giống. Này để sao mình lấy cái giống đó nó là giống bự đi. Quá đã. Dài ha. Quá luôn. Chục trái không? Dài. Quá to. Ngon ghê. Cái này mai mai mình cắt được rồi. Chắc không có sức như là mấy cái khác. Ừ. Quá trời ơi. Mình cắt vậy nó mới kích thích. Đó. Rồi đóng luôn nè. Nằm đây nè. Còn nào nữa không? Để đi qua đây cho coi một cái vàng nữa. Cái vàng này mướp này nữa nè. Cái này là chỉ làm sơ sơ lên thôi. Cái này thì chưa có trái to lắm. Đâu có thấy trái nào không ta? Mới thấy cái bồng mà. Ồ, có cái trái màu vàng trong kia kìa. Đó, hơi nhỏ nhỏ ha. Đó. Đây thì còn hơi nhỏ.
chắc thấy rồi nhưng mà hơi nhỏ nhỏ. Đây là qua tới cái thanh long. Thanh long năm nay là cũng đẹp lắm luôn, rất là đẹp. Thanh long đây chùm 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 ở bên kia nữa. Cái mận này lên tốt quá, tốt luôn, đẹp. Trời ơi, cho anh không ngờ được thế. Ở cái ớt này là ăn nó cay, cay không thể tả được luôn nè các bạn. Ớt này nó lại giống cái hạt của Việt Nam mình nè. Đó, nó không to lắm mà nó lên cái màu vàng vàng vậy nè. Trời ơi, cắn một cái là nó thấy ngon lắm. Ớt này đã lắm. Thấy rồi, thấy trái có cái bông vàng vàng rồi, nhưng mà chưa có thấy cái trái rồi ha. Chưa thấy mấy kia. Mấy kia đang ra nụ nụ cái, nhưng mà nhỏ không để được đâu. Nó nhỏ lắm, nhìn kỹ mới thấy được. Cái này không đậu được hả ta? Có đậu không? Thấy cho hơi nhỏ. Cái nhỏ nó đây thui rồi. Này cái này thui rồi này. Không thấy đậu được. Đây đi coi thử coi, có gì nữa không? Đừng có tưởng dở nha, qua Mỹ cũng mới được ăn rau lan đó nha. Đó, cái gì vậy? Hết rồi mà em. Đó, thì ở đây là cho ương là nhiều ớt lắm, cho nên Chanh mới vừa đem mấy cái ớt này lại làm sao nè. Đó. Cho nên nó ra hơi muộn hơn mấy cây trước nhà. Đó, bà xã bà có khiếu nhất là bà ương bà mua mấy rau quế nè. Mình ăn xong rồi, bắt đầu mình cắt lưỡi cái cành già già đó, mình ngâm vô trong mấy ly nước á. Để khoảng 14 ngày thì rễ nó bắt đầu ra. Thì rễ bắt đầu ra thì mình chỉ găm xuống dưới đây thôi, là mình nhớ là cho đất nó mềm, trộn với phân vô. Đó, thì nó ra tốt như vậy. Dạ, mình qua bên đây. Ui, đây có nhiều ống vậy. Đây đi, đây cây hồng. Đó. Bây giờ cái cây đó đã ra bông rồi. Cái đó là cho anh chiếc nó ra đó nha, cái cành hoa đó đó. Bơ này quá đẹp. Đẹp, đẹp, thanh long đi qua nhà người ta luôn. Mấy cái xoài này là xoài trái nhỏ mà rất là ngọt nha. Rất là ngon, đẹp. Không biết chừng nào mới ăn được cái trái nữa. Nói cái mảng cầu nè, mua không ăn được 2 tháng rồi đó. Dài quá, ló bên kia luôn. Thanh long nảy mầm quá trời luôn. Đó. Rồi. Thôi, mấy mùi xả kìa, tốt không? Đó. Hai cái cây này là thủ vương từ hộp này, ngon ghê luôn. Chẳng biết chừng nào có trái nữa, mùi xả là đẹp. Thôi, hôm nay là cho anh chỉ khoe cái vườn sơ sơ vậy thôi. Chúc cho các bạn một ngày vui vẻ nha. Hẹn gặp lại vào video sau.